người mẹ trẻ chấp nhận rủi ro mang ba thai, sinh con tổng cân nặng 7,5kg. Biết mang thai tự nhiên ba bé có nhiều nguy cơ, chị Hạnh và gia đình vẫn chấp nhận rủi ro vì đã mong có con quá lâu. Chị vừa đón hai con trai, một con gái chào đời với tổng trọng lượng gần 7,5kg. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 2 tháng 4 thông tin, cơ sở này vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh ba bé tổng cộng cân nặng gần 7,5kg. Sản phụ là chị Đoàn Thị Hạnh, quê Giao Thủy, Nam Định. Chị Hạnh sinh ba con ngày 1 tháng 4, gồm có hai trai một gái, trong đó hai bé trai nặng lần lượt 2,2kg và 2,7kg, bé gái nặng 2,6kg, mỗi bé chào đời cách nhau 1 phút. Ca đỡ đẻ do ekip bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hải, trưởng khoa phụ nội tiết A1 thực hiện. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Hải cho biết sản phụ khoảng 30 tuổi, mang thai tự nhiên, không phải can thiệp thụ tinh. Đây là lần đầu tiên chị mang thai, gia đình biết mang ba thai rất nhiều nguy hiểm, nhưng vì hiếm muộn đã lâu, quyết định không bỏ bất kỳ thai nào, chấp nhận rủi ro giữ ba thai tới tận tuần thứ 36, bác sĩ Hải cho biết thêm. Khi chị Hạnh tới khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng khỏe mạnh, bác sĩ bất ngờ phát hiện cổ tử cung của chị đã mở, quyết định sinh. Chưa bao giờ đón ca sinh ba nào bụng to như thế, trước đây chúng tôi đã đón không ít ca sinh ba nhưng con nặng thấp hơn. Nếu tính cả nước ối, sản phụ Hạnh phải mang tới 10kg trên người, bác sĩ Hải cho hay. Sau sinh, mẹ và bé ổn định, chuyển theo dõi hậu phẫu tại khoa đẻ tự nguyện. Việc mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, tỷ lệ 1 trên 8.000 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.